với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lý luận và thực tiễn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy rất nhiều tiềm năng nhân rộng, các sáng kiến độc đáo cho các địa phương trên toàn quốc đã và đang triển khai xây dựng làng văn hóa, tạo tiền đề phát triển mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học đã trao đổi thảo luận, tư vấn cho các cấp ủy đảng, chính quyền Vĩnh Phúc về việc đồng bộ trong xây dựng khung thể chế và tổ chức thực hiện tư duy đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết. Bài học về phát huy lực lượng đoàn kết của nhân dân và đặt lợi ích của người dân lên trước hết. Bên cạnh đó, các nhà khoa học chuyên gia đã hiến kế cho tỉnh Vĩnh Phúc khai thác và phát huy giá trị bản sắc văn hóa nông thôn trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Chia sẻ về những kết quả sơ bộ sau khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC thanh tra thực tế lần thứ tư từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, đoàn thanh tra của EC tiếp tục ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chống khai thác EU của Việt Nam. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đoàn thanh tra EC cũng đánh giá sự chuyển biến tích cực đi đúng hướng và sự chỉ đạo rất sát sao từ Trung ương của Việt Nam. Đoàn cũng đồng tình với Việt Nam rằng việc chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là tổ chức thực hiện trên thực tế tại địa phương đến nay vẫn còn hạn chế trong việc theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá, xử phạt vi phạm khai thác EU. Đoàn thanh tra đề nghị kiểm soát không để tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, không để tàu mất kết nối 10 ngày, không để tàu 3-0 như không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép và tỷ lệ xử phạt còn rất thấp. Về kết quả chính thức, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đoàn thanh tra EC phải báo cáo với Tổng vụ các vấn đề biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu EC, việc gỡ thẻ vàng của Việt Nam lúc đó mới có kết luận. Hiện Việt Nam đang thống trị trong ngành cá tra toàn cầu với thị phần khoảng 52%. Chuyên gia phân tích nhận định Việt Nam tiếp tục là quốc gia dẫn đầu trong ngành sản xuất xuất khẩu cá tra. Tuy nhiên, Ấn Độ và Indonesia cũng đang nổi lên là những đối thủ đáng gờm trong ngành hàng này. Hoạt động tiêu thụ cá tra của Việt Nam cũng đang dần cải thiện. Trong năm 2024, sản lượng cá tra của Việt Nam có thể phục hồi với mức tăng trưởng 3% lên 1,7 triệu tấn. Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, thời gian qua, chính quyền huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã tăng cường kiểm tra, ra soát việc khai thác đánh bắt thủy sản trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng các phương tiện đánh bắt tận diệt thủy sản. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân phát triển nuôi trồng, vừa tạo sinh kế, vừa giữ cân bằng hệ sinh thái bền vững. Nhiều năm nay, gia đình anh Hoàng Ngọc Luân gắn bó với nghề đánh bắt cá trên hồ thủy điện. Vất vả trải lưới mà chẳng được là bao. Gần đây gia đình anh đã dựng 4 khung vó đèn mắt nhỏ. Tuy nhiên đây lại là ngư cụ bị cấm trong đánh bắt thủy sản. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, gia đình anh đã tự nguyện tháo dỡ vó đèn để tập trung vào nghề nuôi cá lồng. Khi gia đình có sử dụng vó lưới mắt dày để đánh bắt cá trên hồ Thác Bà, sau khi được Ủy ban Nhân dân xã tuyên truyền vận động, gia đình đã tự nguyện tháo dỡ và ký cam kết. Hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, xã Phúc Ninh cũng đã triển khai tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân, tuyên truyền qua buổi họp thôn, tuyên truyền qua loa truyền thanh, và xã cũng đã thành lập những đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra tuần tra trên hồ Thác Bà để nhắc nhở những cái hộ sử dụng vó lưới mắt dày và những cái ngư hộ sử dụng ngư cụ đánh bắt trên hồ Thác Bà. Là địa phương có diện tích mặt nước lớn, huyện Yên Bình đã xác định xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, trên khu vực lòng hồ vẫn còn gần 100 vó đèn mắt nhỏ, đánh bắt thủy sản theo hình thức tận diệt. Từ cuối tháng 9 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Yên Bình đã tổ chức cho trên 1.000 người dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, kích điện, vó lưới mắt nhỏ trong khai thác thủy sản. Ủy ban xã đã tạo điều kiện hướng dẫn nhân dân thực hiện theo cái chương trình nghị quyết của tỉnh ủy, của huyện ủy và các cái chương trình hỗ trợ khuyến khích người dân như nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà,
và khai thác thủy sản hợp pháp trên hồ Thác Bà. Hiện nay bên cạnh việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, huyện Yên Bình cũng đã triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân. Theo đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà, đến nay trên vùng lòng hồ đã có gần 2.000 lồng cá và trên 828 hectare nuôi cá đang được duy trì, đạt sản lượng trên 7.900 tấn. Đại diện tập đoàn Amazon đánh giá, Việt Nam là một mắt xích cung ứng mới nổi của thương mại điện tử toàn cầu. Theo đó, Việt Nam là một trung tâm sản xuất mới của châu Á và thế giới với năng lực cung ứng sản phẩm phong phú. Theo báo cáo mới của Amazon, trong vòng 12 tháng qua, doanh nghiệp Việt Nam bán ra hơn 17 triệu sản phẩm trên sàn này, giá trị tăng 50% so với cùng kỳ 2022. Có 5 ngành hàng bán chạy nhất gồm nhà cửa, nhà bếp, sức khỏe, chăm sóc cá nhân, may mặc và làm đẹp. Ngành quảng cáo hiện đóng góp khoảng 1,8% GRDP của thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là lĩnh vực kinh tế có tiềm lực rất dồi dào. Tuy nhiên, theo nhận định chung, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thật sự khai thác hết lợi thế của quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời, mặc dù nhu cầu quảng cáo ngoài trời hiện nay là rất lớn. Chỉ một nút giao thông ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã dày đặc hàng chục bảng quảng cáo lớn nhỏ, đủ các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cả trong nước lẫn quốc tế. Còn trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 3/2023, thống kê có trên 300.000 biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời. Theo phân tích của các chuyên gia, khi các doanh nghiệp đầu tư nhiều cho quảng cáo, thể hiện tín hiệu lĩnh vực quảng cáo đang tốt, đồng thời cho thấy kinh tế phát triển tốt. Quảng cáo vẫn đang là một phương tiện truyền thông hữu hiệu, bởi vì ngày càng chúng ta thấy được có rất là nhiều những yếu tố về khoa học công nghệ, những kỹ thuật mới giúp cho các phương tiện quảng cáo, giúp cho những sản phẩm quảng cáo ngày càng trở nên thu hút hơn, thú vị hơn và giúp cho doanh nghiệp, giúp cho tổ chức có thể đạt được những cái mong muốn, kỳ vọng trong bất cứ một chiến lược truyền thông nào của họ. Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 6.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo với hơn 54.000 lao động, đóng góp khoảng 1,8% GRDP của thành phố. Thế nhưng hoạt động quảng cáo hiện vẫn chưa khai thác hết lợi thế, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời. Với số lượng đường giao thông lớn, mật độ giao thông đông đúc, thành phố chưa khai thác được lợi thế giao thông để phát triển quảng cáo ngoài trời. Tiềm lực quảng cáo trên địa bàn thành phố là rất dồi dào. Do đó cái việc mà quy hoạch như thế nào để chúng ta xác định cái tầm nhìn, cái chiến lược dài hạn, đó là một vấn đề hết sức quan trọng. Cũng còn những cái vướng mắc khó khăn, mặc dù thành phố đã có tập trung để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về mặt quảng cáo. Hệ thống bảng biển quảng cáo ngoài trời của thành phố Hồ Chí Minh dù rất lớn, nhưng thực tế vẫn mang tính tự phát, chưa đồng bộ, nhiều nơi còn gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Thực trạng giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác tốt, được chỉ ra là do thành phố Hồ Chí Minh chưa hoàn thiện quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển ngành quảng cáo phù hợp. Công tác cấp phép và quản lý hoạt động quảng cáo chưa được công khai minh bạch, chưa xây dựng được nét đặc trưng trong văn hóa quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điểm nhấn và thu hút du lịch. Thì có nhiều cái quảng cáo của nước ngoài chúng ta thấy là nó thể hiện, phải nói là cái sự sáng tạo rất là mạnh mẽ và các yếu tố công nghệ nó sẽ làm thăng hoa hơn những cái nội dung quảng cáo đó và nó chạm đến trái tim của những người sử dụng các sản phẩm. Vấn đề về sáng tạo nội dung để mà đạt được một cái đẳng cấp thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng còn có những cái hạn chế nhất định. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2025, ngành quảng cáo đóng góp 2,6% GRDP cho thành phố với khoảng 32.000 tỷ đồng. Thành phố đang xây dựng cơ chế chính sách thông thoáng đồng bộ, đồng thời vận dụng những cơ chế chính sách đặc thù từ Nghị quyết 98 để gỡ nút thắt trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Tùa Chùa năm 2023, hôm nay ngày 21 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề rèn của người Mông tỉnh Điện Biên. Người Mông ở Điện Biên có nhiều nghề thủ công mang đậm nét văn hóa dân tộc như nghề rèn, nghề làm nhạc cụ, dệt vải, thêu, vẽ hoa văn trên vải. Trong đó, nghề rèn là một trong những nghề truyền thống lâu đời gắn liền với hoạt động sản xuất của bà con người Mông. Để làm ra một sản phẩm, người thợ rèn phải trải qua rất nhiều công đoạn từ cắt sắt, tạo hình, nung, đập, nhúng nước rồi lại nung, đập cho tới khi định hình được sản phẩm thì mài cho sắc, làm tay cầm.
Trong khâu tôi thép của người Mông có một bí quyết riêng để tạo nên những sản phẩm nông cụ truyền thống có chất lượng cao, đó là khả năng nhìn màu thép để đưa vào tôi. Người Mông có nhiều cách tôi thép khác nhau, có loại thép thì tôi bằng nước, có cho một lượng muối vừa phải, có loại thì tôi bằng nước của thân cây chuối và cũng có thể là bằng dầu nhớt. Ngành Y tế Đà Nẵng đang triển khai kế hoạch tuyển viên chức theo chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, theo chế độ đãi ngộ tại Nghị quyết 95 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025. Việc tuyển dụng lần này nhằm bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho các bệnh viện công lập và các trạm y tế trên địa bàn để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày, Trung tâm Y tế Sơn Trà khám điều trị cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân. Mới đây, đơn vị này đã được thành phố Đà Nẵng đầu tư xây mới trụ sở, bổ sung trang thiết bị hiện đại với đầy đủ các chuyên khoa. Thế nhưng, hiện tại, bệnh viện này vẫn thiếu bác sĩ ở tất cả các chuyên khoa, từ nội, ngoại, sản, nhi nha. Bệnh viện đang triển khai tuyển 28 bác sĩ để bổ sung nhân lực y tế theo chế độ ưu đãi của Nghị quyết 95. Theo cái chỉ tiêu của đăng ký với Sở Y tế tuyển dụng là 9 chỉ tiêu bác sĩ. Và còn đơn vị là cũng phải tuyển thêm là 18 bác sĩ nữa. Thì trong đó là có đặc biệt là đang thúc đẩy và ưu tiên cho các bác sĩ tại các trạm y tế nữa. Vì đây là theo cái đề án 7664 của thành phố mình tăng cường bác sĩ cho các trạm. Thành ra đơn vị cũng rất là gấp rút để mà làm sao tuyển được bác sĩ. Tại các bệnh viện chuyên khoa cũng đang khát nguồn nhân lực chất lượng cao. Như tại bệnh viện phục hồi chức năng này có quy mô 160 giường bệnh, nhưng hiện nhân lực lại mỏng khiến bệnh viện chịu nhiều áp lực. Theo cơ sở y tế này, Nghị quyết 95 sẽ tạo bước đột phá để thu hút bác sĩ về bệnh viện công. Đây cũng là cơ hội để nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ y tế. Đề xuất là 2 chỉ tiêu nhân sự là về là phụ trách trong vấn đề là bác sĩ chuyên môn. Thì về vấn đề là các chức danh thì bệnh viện cũng có nhu cầu, nhưng mà nói chung là khi về để làm trong cái vấn đề chuyên môn thì các bác sĩ cũng phải qua thời gian chui rèn và thử thách, thì bệnh viện sẵn sàng tạo điều kiện và trải thảm đỏ cho các bác sĩ để có những cái vị trí quan trọng trong bệnh viện trong tương lai. Đối với các cơ sở y tế tuyến dưới, hiện nhu cầu tuyển dụng cũng đang cần nhiều chỉ tiêu ở cả 3 khối gồm bệnh viện, dự phòng, trạm y tế phường xã. Bên cạnh chỉ tiêu sở y tế giao, các đơn vị này cũng có nhu cầu tuyển bác sĩ cho khối bệnh viện từ nguồn tự chủ. Nếu đợt tuyển dụng này mà đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thì Trung tâm Y tế Hòa Vang sẽ bổ sung được nguồn nhân lực còn thiếu, triển khai được các danh mục kỹ thuật mũi nhọn, các chuyên khoa theo định hướng phát triển của Trung tâm Y tế Hòa Vang để ngày càng nâng cao được chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân, giảm tỷ lệ chuyển tuyến gây quá tải cho tuyến trên. Theo Nghị quyết 95 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025, việc tuyển bác sĩ đi kèm với chế độ thu hút đãi ngộ cụ thể. Đây được xem là giải pháp giải cơn khát nhân lực cho ngành y tế trong bối cảnh cạnh tranh giữa khối y tế công tư như hiện nay. Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 10 tại thành phố Hải Dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương để lắng nghe và cho ý kiến về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh cần sớm hoàn thiện để trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục ra soát, phân tích, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng các cấp và có giải pháp để khắc phục hạn chế, để xác định nhiệm vụ của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Hải Dương cần quan tâm đến công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ, tiếp tục triển khai hiệu quả việc điều động cán bộ, cố gắng đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ đạt 100% bí thư cấp huyện, không phải là người địa phương. Đồng thời cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác cán bộ cho 2 nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và lần thứ 19. Về công tác phát triển đảng, đồng chí Trương Thị Mai lưu ý Hải Dương cần xác định chỉ tiêu phù hợp của tỉnh, đảm bảo chất lượng phải đi đôi với số lượng, tăng cường công tác quản lý đảng viên, tập trung kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhấn mạnh việc phát triển kinh tế xây dựng đảng cần quan tâm đến chất lượng, thực chất,
không chạy theo thành tích. Trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm nỗ lực cao hơn để cố gắng hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra gắn với các nghị quyết Trung ương đã ban hành. Vào tối qua ngày 20 tháng 10, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Sơn và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thanh Sơn là vùng đất cổ, vùng đất giao thoa hai nền văn hóa Việt Mường. Sau 190 năm xây dựng và phát triển, trong đó có gần 4 thập niên thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, từ một huyện miền núi nghèo, Thanh Sơn đã vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị hàng năm cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng bức tranh chân dung Bác Hồ và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Sơn. Nhằm mang đến cho hành khách đi tàu dịch vụ chất lượng cao với nhiều tiện ích và không ngừng xây dựng hình ảnh đường sắt thân thiện với hành khách, ngành đường sắt đã chính thức đưa đôi tàu chất lượng cao 9 SE20 tuyến Hà Nội Đà Nẵng với giá vé không thay đổi. Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành đường sắt, quyết tâm đổi mới, mang lại sự hài lòng hơn cho mỗi hành khách. Đúng 19 giờ 50 phút ngày 20 tháng 10, chuyến tàu chất lượng cao SE19 đầu tiên chính thức rời ga Hà Nội và sẽ đến ga Đà Nẵng lúc 12 giờ 12 phút ngày hôm nay. Đây là chuyến tàu được thiết kế sang trọng, ấm cúng với sự tiện nghi đẳng cấp nhất của ngành đường sắt hiện nay. Từ màu sơn đến nội thất bên trong đều được khoác tấm áo mới với sự nhận diện đặc trưng. Đặc biệt, hành khách đi tàu sẽ được bố trí phòng ngồi đợi và có lối ra ga lên tàu riêng, cùng với đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp tốt. Khách cũng có thể quét mã QR để truy cập vào trang web bán hàng của đường sắt, tìm mua đặc sản vùng miền của 34 tỉnh thành để thưởng thức ngay trên tàu hoặc mang về làm quà. Kỳ vọng của chúng tôi là còn cao hơn cái này, vì chúng tôi muốn vươn đến cái đoàn tàu khách sạn chẳng hạn. Tức là người ta có thể là chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng trong vòng khoảng 7 ngày 7 đêm chẳng hạn. Và đến đâu người ta cần dừng thì mình dừng cho người ta. Và ngày thì họ đi thăm thú, đi trải nghiệm, còn đêm về người ta lên cái tàu người ta ở. Đấy gọi là ví dụ như dịch vụ đoàn tàu khách sạn ấy. Thì chúng tôi muốn là đem đến rất nhiều những cái chất lượng khác, những cái phân khúc khác để hành khách người ta có điều kiện người ta trải nghiệm. Sự trải nghiệm của hành khách trên chuyến tàu không chỉ ở không gian sạch sẽ sang trọng mà còn được ngồi thưởng thức cà phê hay các bữa ăn ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên bên ngoài. Rất nhiều hành khách bất ngờ hài lòng với dịch vụ này. Thì hôm nay đi tàu thì hôm nay đúng cái ngày mà tàu đã khai trương đi, cái chuyến tàu nó đẹp như này thì cũng rất là ngạc nhiên, vì không nghĩ là nó đẹp như thế này, thật sự là như thế. Có chất lượng thì thật sự là bây giờ là number one, là rất là ổn. Thật sự là rất là hài lòng. Tự vì là đi tàu mà thứ nhất là chỉ hay bị say xe, đi tàu thì bị say. Đấy. Thứ hai là giá cả rất hợp lý, trong thời gian rất là thuận tiện, dịch vụ rất là tốt, nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tăng cường các dịch vụ, sản phẩm du lịch trải nghiệm, đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác vận tải đường sắt, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trên nhiều đoàn tàu khác, hướng tới sự phát triển bền vững cho loại hình vận tải có nhiều ưu việt này. Thưa quý vị, tình hình xung đột giữa Israel và các vùng lãnh thổ Palestine diễn biến phức tạp trong những ngày qua. Bạo lực đã khiến hàng ngàn người thương vong, kéo theo nguy cơ bất ổn cho cả khu vực Trung Đông. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty du lịch Việt Nam có tour dẫn khách đi Israel từ nay cho đến cuối năm. Các hãng du lịch đang phải gấp rút xử lý các vấn đề phát sinh để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dừng tour Israel-Trung Đông. Bà Thu Cúc ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có lịch trình du lịch Trung Đông kéo dài 15 ngày, trong đó có điểm đến Israel, khởi hành vào giữa tháng 10, nhưng đã phải hủy kế hoạch khi công ty du lịch thông báo tạm ngừng khai thác tour này. Cũng như nhiều khách đã đặt tour, bà Cúc khá hụt hẫng. Tuy nhiên, chiến sự giữa Israel và Hamas bùng nổ, khiến khách hàng đều chọn sự an toàn, chấp nhận dừng tour. Qua theo dõi tình hình chiến sự, thì thấy Trung Đông hiện bây giờ đang bị, cái chính trị nó đang bị lộn xộn. Thành ra mình có book tour rồi nhưng mà mình bỏ ý định. Tình hình xung đột giữa Israel và các vùng lãnh thổ Palestine diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty du lịch Việt có tour dẫn khách đi Israel từ nay đến cuối năm. Để đảm bảo an toàn cho du khách, nhiều công ty du lịch bỏ điểm đến Israel khỏi hành trình,
chuyển khách sang các điểm đến như Ai Cập, các nước Ả Rập vùng vịnh. Nhưng hiện cả khu vực Trung Đông bên vòng xoáy bất ổn, hầu hết khách đều hủy tour Trung Đông hoặc chọn các khu vực khác để du lịch. Công ty du lịch phải gấp rút làm việc với các bên liên quan để hạn chế tối đa thiệt hại, khi toàn bộ tiền vé máy bay cũng như 50% tiền cọc chỗ ăn ở tại Israel đã được thanh toán. Chúng tôi đã ngay lập tức làm việc với hàng không để chúng tôi chuyển các cái tour đi đến Israel bằng những cái tuyến đường khác, để chúng tôi giữa hàng không với Viettravel là chúng tôi sẽ đưa ra những cái hướng để mà chúng tôi chuyển tuyến điểm để nó không bị ảnh hưởng đến cái việc là chúng tôi sẽ bị mất cái tiền cọc. Đau đầu xử lý các vấn đề do dừng tour, các công ty du lịch Việt còn phải tìm cách giải quyết ổn thỏa, hạn chế thiệt hại cho khách hàng. Chiến sự bất ngờ xảy ra, nhiều khách hàng thông cảm với các công ty, chấp nhận hoãn tour, thay đổi điểm đến, trong khi một số khách yêu cầu hoàn tiền. Mình cũng muốn là bên công ty du lịch cái nào họ giải quyết triệt để cho mình, bảo vệ quyền lợi của mình thì tốt. Còn nếu mà bây giờ cái tình hình mà nó rủi ro cao quá thì có khi mình cũng phải thông cảm với họ. Công ty du lịch có thể là linh động hỏi mình là bây giờ có thể đổi qua cái tour khác, hoặc là có thể giảm giá thêm chút đỉnh để mà mình lấy lòng khách. Còn như nếu như khách hàng người ta không đi thì phải hoàn trả tiền chứ. Tour Israel Trung Đông hiện dao động từ 80 triệu đến 130 triệu đồng một người. Israel là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử, nhiều di sản, công trình kiến trúc, tôn giáo lâu đời, được nhiều khách Việt lựa chọn để khám phá văn hóa, lịch sử và hành hương. Năm 2022, có khoảng 2.300 khách du lịch Việt Nam đến Israel. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày. Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng cao theo đà thế giới. Riêng vàng nhẫn sáng nay đã lập kỷ lục mới trên 59 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng cũng tăng mạnh vượt mốc 71 triệu đồng một lượng. Thời gian gần đây, giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn so với vàng miếng và liên tiếp lập đỉnh mới. So với cách đây 3 tháng, mỗi lượng vàng nhẫn tăng gần 2 triệu đồng, tương đương mức tăng khoảng 3,2%. Mỗi kg sầu riêng Musang King đang được các nhà vườn bán giá 80.000 đến 100.000 đồng một kg, giảm tới 70% so với năm ngoái và thấp nhất từ trước đến nay. Các năm trước, giống sầu riêng ngon nhất thế giới này được thương lái săn lùng và đặt cọc với giá 250.000 đến 300.000 đồng một kg và bán lẻ 500.000 đến 700.000 đồng một kg. Nay chỉ được bán cho các đầu mối nhỏ lẻ với giá tại vườn chỉ 80.000 đồng một kg. Giá cà phê tại thị trường trong nước hôm nay tăng 1.500 đồng một kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất tại các địa phương tiến sát ngưỡng 60.000 đồng một kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 59.100 đồng đến 59.900 đồng một kg. Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 59.900 đồng một kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Hàng chục hộ dân khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang sống trong cảnh lo lắng bởi tình trạng sóng biển xâm thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà công trình xây dựng bị đổ sập khiến người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Hồng Tấn. Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Đỗ Tuấn Đông hiện chỉ cách mép nước khoảng 2 mét. Từ mùng 3 Tết Nguyên đán 2023 bắt đầu xuất hiện những đợt sóng dữ liên tục đánh vào bờ, tràn lên ngôi nhà, nuốt trôi cả phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh. Hiện giờ chỉ còn một phòng nhỏ vừa là nơi nấu ăn vừa là chỗ ngủ cho cả gia đình. Những đêm vừa qua do ảnh hưởng của mưa gió, áp thấp sóng lớn lại dồn dập đánh lên, khiến gia đình ông phải di chuyển đến nhà người thân tránh trú. Họ có mùa đông bắc là ảnh hưởng bão tố á, là nước nó đi qua nhà nó quấn sập bỏ đi hết, cứ năm nào cũng bỏ đi chục triệu sửa. Bây giờ tiền đâu mà có sự sửa nở đâu, thôi giờ để ở tạm thời tới đâu hay tới đó. Cách đó không xa, căn nhà của anh Nguyễn Tài Tự cũng bị sóng đánh sập nhiều phần. Để ngăn nước biển vào nhà, gia đình gia cố tạm thời bằng các bao cát, tấm tôn lắp chồng lên nhau. Anh Tự cho hay, những năm trước vào tháng 10 trở đi thì sóng đánh mạnh vào bờ, đến nay đã tiến sát vào các căn nhà của người dân. Mỗi lần tới mùa nước lớn là nó bị vô sập thành, sập đồ xây lên, sập biết bao nhiêu lần. Theo khảo sát của ngành chức năng, tại khu vực Ninh Chữ 1, huyện Ninh Hải có hiện tượng sóng biển dâng cao, nước biển xâm thực vào đất liền, đã làm cho khu vực này sạt lở mạnh, ăn sâu vào đất liền từ 10 đến 20 mét. Đặc biệt có thời điểm nước biển dâng cao 4 đến 5 mét làm sụp đổ nhà dân và một trại giống ven biển, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng của địa phương, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Cái việc mà cuộc sống nó liên quan đến cuộc sống của bà con mà dọc theo cái bãi bồi của phố Ninh Chữ 1 này thì ảnh hưởng rất là lớn, thì cũng kiến nghị các cấp các ngành
các cơ quan có chức năng cũng nên xem xét và có cái cách hỗ trợ cho cái bà con ở đây có cuộc sống yên ổn hơn, là được xây được cái bờ kè chắn sóng. Trước tình trạng sóng biển xâm thực sâu vào đất liền, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo ngành chức năng huyện Ninh Hải chủ động kịp thời triển khai biện pháp cảnh báo và thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân trong khu vực. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4112 gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho tỉnh khoảng 70 tỷ đồng cấp bách đầu tư xây dựng tuyến kè biển chống sạt lở khu phố Ninh Chữ 1 có chiều dài khoảng 600 m để khắc phục thiệt hại do sóng biển dâng cao, nước biển xâm thực vào đất liền. Sáng nay, hơn 2.000 đoàn viên thanh niên của thành phố Đà Nẵng đã tham gia dọn dẹp bãi biển sau đợt mưa lớn kéo dài gây lụt vừa qua. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động xung kích tình nguyện của Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhân dân trong thiên tai. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong các hoạt động phòng chống ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài, hoạt động tổng ra quân của thành đoàn Đà Nẵng đã thu hút được hơn 2.000 đoàn viên tham gia dọn dẹp hàng chục km bãi biển quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê bị ảnh hưởng bởi gần 100 tấn rác thải bèo từ các đợt mưa lũ đổ ra biển. Đến đây mới đầu là tưởng là mấy bạn ít thôi, nhưng mà đến đây là rất là đông thanh niên và học sinh nữa, là toàn bộ là ra quân như vậy. Là mới đầu là rất là nhiều rác, nhưng mà bây giờ đã hết sạch được khoảng một phần diện tích lớn một bãi rác rồi. Nên là bây giờ tụi em thấy là rất là vui. Thì sau đợt mưa lũ vừa qua thì số lượng rác tấp vào bãi biển Nguyễn Tất Thành cũng khá lớn. Vì vậy phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thì đoàn viên thanh niên của quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cũng phát huy và tổ chức cái đợt ra quân vệ sinh môi trường biển. Trước đó, thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai 56 đội hình thanh niên xung kích tình nguyện ứng phó với thiên tai bão lũ trên địa bàn toàn thành phố với hàng ngàn thành viên. Từ đó, các đội hình ra quân vệ sinh môi trường tại các địa bàn cũng nhanh chóng được triển khai, thực hiện khơi thông hệ thống mương nước, cống rãnh, hỗ trợ người dân sửa chữa xe máy, trang thiết bị bị ngập nước, góp phần sớm mang lại diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp của thành phố Đà Nẵng. Việt Nam hiện đã ghi nhận 19 ca bệnh đậu mùa khỉ. Mối lo ngại về nguy cơ bùng phát căn bệnh này đang hiện hữu. Trước diễn biến đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ, phóng viên của truyền hình Thông Tấn đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Xin kính chào bà. Thưa bà, số ca đậu mùa khỉ tại Việt Nam đã ghi nhận 19 trường hợp mắc ở các tỉnh phía Nam. Bà đánh giá như thế nào về các trường hợp này? Điều khá lo ngại về những trường hợp này là không ai trong số đó có tiền sử đi lại nước ngoài. Nhiều người trong số họ không tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh hay tiếp xúc với nhau. Điều đó cho thấy khả năng đang có sự lây truyền trong cộng đồng, có thể là trong nhóm có nguy cơ cao, ví dụ như nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới. Chúng ta chắc chắn rằng cần phải tiếp cận những người thuộc nhóm có nguy cơ cao, đảm bảo rằng họ nhận biết được các triệu chứng của bệnh, và nếu có bất kỳ triệu chứng nào thì họ cần đi xét nghiệm và điều trị để làm giảm sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh đậu mùa khỉ dường như đã lây lan trong cộng đồng chứ không phải là các bệnh xâm nhập. Vậy Tổ chức Y tế Thế giới có những khuyến cáo cho Việt Nam như thế nào nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh này? Chúng ta cần tìm hiểu nguồn bệnh ở đâu, trong các nhóm quần thể nào, sự lây lan của bệnh đang ở mức độ nào. Cần tiếp cận các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao nhất, khuyến khích họ đi xét nghiệm và tự cách ly nếu mắc bệnh để không gây lây lan mầm bệnh trong cộng đồng. Và tất nhiên, bất kỳ ai có triệu chứng đều phải được điều trị phù hợp. Để giúp triển khai hiệu quả, chúng ta cần thực hiện truyền thông tới các nhóm nguy cơ cao, như nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới, nhóm hành nghề mại dâm. Vậy các khuyến cáo hiện nay để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ là gì thưa bà? Để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ, chúng ta cần thực hiện các biện pháp tương tự như đối với các loại virus có khả năng lây nhiễm cao khác, đặc biệt là các loại virus lây truyền qua đường tình dục. Nếu bạn có dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ, bạn không nên tiếp xúc gần với người khác, nên tự cách ly để không có nguy cơ lây truyền virus. Nếu bạn có dấu hiệu của biểu hiện triệu chứng, bạn nên đi xét nghiệm để được điều trị. Cũng cần thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản như rửa tay, cũng như biện pháp khác mà chúng ta vẫn làm để ngăn chặn sự lây lan của các loại virus. Chúng ta cần có một phương pháp tiếp cận toàn diện cả về y tế công cộng cũng như tiếp cận các nhóm bị ảnh hưởng với các thông điệp truyền thông cụ thể và rõ ràng để họ có thể bảo vệ bản thân cũng như bạn bè, bạn đời, gia đình. Xin trân trọng cảm ơn bà. Thời gian qua, đề xuất nghỉ học thứ Bảy nhận được nhiều sự quan tâm và tranh luận của xã hội. Thực tế, đề xuất này đã có từ 4 năm trước. Thêm ngày nghỉ là mong mỏi của cả thầy lẫn trò, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những nỗi lo.
mỗi ngày 5 tiết, 6 buổi một tuần. Áp lực bài vở thi cử ngày càng nhiều, thời gian vui chơi giải trí ngày càng ít. Nên nếu được nghỉ ngày thứ bảy là niềm vui và mong mỏi của nhiều học sinh. Phần học mệt mỏi thì các bạn cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi cùng với gia đình và có thêm thời gian để chia sẻ, nói chuyện cùng với bố mẹ nhiều hơn. Và như thế thì các bạn sẽ có thể cân bằng được giữa việc học tập ở trên trường và học tập ở ngoài xã hội. Con muốn mong thứ bảy vì con muốn là có thể là thoải mái trong việc học và có thành dành thời gian cho việc nhà và việc làm của con ạ. Mong muốn của trò cũng là mong mỏi của cô nếu được nghỉ thứ bảy. Với cô Liên, đây sẽ là thời gian quý giá để giúp cô không chỉ giải tỏa áp lực mà còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài dạy kế tiếp của mình. Muốn có kiến thức thực tế thì bản thân giáo viên cũng phải có thời gian để trau dồi, để học hỏi và trải nghiệm thực tế để từ đó liên kết với cái nội dung trong sách giáo khoa, liên kết với những cái kiến thức thực tế để bài giảng sâu hơn, sinh động hơn và tạo nên cái sự hấp dẫn đối với các con. Mong mỏi của cô trò nhưng lại là mối lo của các trường. Bởi thực tế với 30 tiết một tuần, nếu không học thứ bảy thì 5 tiết còn lại sẽ phải tính toán ra sao, cắt giảm như thế nào cho hợp lý. Cắt thứ bảy đi thì hiện tại 5 tiết đấy đang chưa biết là xếp vào cái thời gian nào trong cái ngày hôm đó, trong tuần đó. Cái thời lượng của các phân môn, rồi kiến thức của các phân môn và cái phẩm chất năng lực cần phát triển ở các phân môn phải điều chỉnh thì mới có thể sắp xếp được cho các con nghỉ thứ bảy. Ghép thành 6 tiết một buổi thì quá tải, mà cắt đi thì lại không đảm bảo khung chương trình là nỗi lo hiện hữu của các trường. Bởi thực tế hiện nay ít trường có thể triển khai được học 2 buổi một ngày. Vì thế theo các chuyên gia, nên để các trường chủ động trong việc quyết định học hay nghỉ thứ bảy cho phù hợp với điều kiện của mình. Cứ cho 5 tiết đi. Thì như thế là có 25 tiết tuần. 25 tiết tuần mà nhân với cái số tháng thì cái tổng cái thời lượng học ấy nó quá ít. Nó không bảo đảm được cái khối lượng kiến thức phổ thông, cái học vấn phổ thông. Chính vì thế phải tính toán. Ví dụ với những trường 2 buổi thì có thể học 5 ngày, 4 ngày, theo tôi là không nên cầu bằng. Cầu bằng thì nó khó bởi vì cái điều kiện học tập mỗi nơi nó khác. Thực tế trả lời ý kiến cử tri đề xuất cho học sinh nghỉ học thứ 7 từ năm 2020, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nhấn mạnh, Bộ khuyến khích các địa phương khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất có thể sắp xếp để cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7, nhưng đảm bảo việc sắp xếp điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp, không dồn ép giờ học, không cắt xén chương trình chung. Tối ngày 20 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Phan Thị Thanh, sinh năm 1982, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh về hành vi trốn thuế. Theo điều tra ban đầu, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy Thanh tại địa chỉ 204 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình hoạt động từ năm 2019 đến 2021, Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán nhiều khoản thu của công ty để chiếm đoạt khoản tiền thuế hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đà Nẵng. Cũng với thủ đoạn như trên, Thanh đã để ngoài sổ sách nhiều khoản thu và chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng tiền thuế. Khám xét nơi ở và làm việc của đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tang vật và tài liệu có liên quan. Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua truyền hình Thông tấn đã phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai môi trường của trạm trộn bê tông Việt Phát và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Sau nhiều tháng vào cuộc thanh kiểm tra, địa phương đã ra quyết định đình chỉ việc sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai môi trường đối với chủ sử dụng đất và giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thương mại Việt Pháp, đơn vị thuê đất. Thế nhưng quyết định đình chỉ này đã không được thực thi trên thực tế. Mọi hoạt động của trạm trộn bê tông Việt Pháp vẫn diễn ra bình thường. Quyết định đình chỉ này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội ban hành từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Như vậy, đồng nghĩa với việc sau thời điểm này, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thương mại Việt Phát sẽ phải dừng hoạt động và di chuyển toàn bộ máy móc thiết bị ra khỏi khu đất vi phạm pháp luật. Thế nhưng đến nay, đã hơn 4 tháng kể từ khi quyết định đình chỉ được ban hành, mọi hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường, có nghĩa là việc đình chỉ chỉ được thực thi trên giấy. Nếu có hoạt động thì đây là những hoạt động trộm, hoạt động trái phép, thì cái lực lượng, trước hết là cái lực lượng ở địa phương phải có cái biện pháp ngăn chặn. Thế và tôi khẳng định rằng đối với trường hợp vi phạm này thì đã được ban hành quyết định đình chỉ
Như khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, thì trạm trộn bê tông Việt Phát đang hoạt động trái phép. Thế nhưng hoạt động trái phép này lại không được chính quyền cơ sở ngăn chặn. Theo lãnh đạo địa phương, việc ngăn chặn không phải thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân xã. Thực ra cái này thì nó rất là khó cho xã. Đấy, bây giờ đình chỉ thì chúng tôi trong cái thẩm quyền, vì đang quản lý cái đất đai và công trình này nó đang vi phạm trên đất đai. Đấy thì chúng tôi chỉ có được phép đình chỉ cái việc là vi phạm đất đai thôi. Chứ còn cái hoạt động của một công ty. Đấy, thì cái này lại thẩm quyền, nó không phải thẩm quyền của chúng tôi được ban hành cái quyết định đình chỉ hoạt động. Đấy, nó rất là vướng ở chỗ này. Đối tượng sử dụng bắt buộc phải nghiêm túc là chấp hành cái quyết định. Thế tuy nhiên thì hiện nay xã thì theo nắm tình hình của anh em tôi thì xã cũng chưa được quyết liệt trong cái việc là ngăn chặn, phát hiện cũng như là báo cáo các cái trường hợp mà họ chưa chấp hành hoặc không chấp hành. Cái này thì về phía địa phương cũng như là các cơ quan chức năng của huyện thì chúng tôi cũng sẽ thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục là tập trung để yêu cầu xã phải quyết liệt trong cái việc là đảm bảo về tính hiệu quả, hiệu lực của cái quyết định đã ban hành. Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường xảy ra tại đây đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội kết luận và chỉ rõ. Thế nhưng việc bất nhất trong quan điểm và cách xử lý của địa phương đã khiến cho việc thực thi pháp luật bị xem thường. Ngày 20 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hamas đã trả tự do cho hai con tin người Mỹ, cho biết việc trả tự do này là vì lý do nhân đạo. Đây là lần đầu tiên Hamas thả con tin kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần 2 tuần. Israel đã tiếp nhận hai con tin trên là bà Judith Renan, 59 tuổi, và cô con gái Natalie Renan, 17 tuổi, tại khu vực giáp giới Gaza và đưa họ tới một căn cứ quân sự để gặp gia đình. Sau khi thả con tin, phía Hamas cũng tuyên bố đang làm việc với đại diện các nước Qatar và Ai Cập để thả các con tin là dân thường. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định chính quyền nước này đã đảm bảo hai con tin người Mỹ được trả tự do, đồng thời bày tỏ cảm ơn chính quyền Qatar và Israel đã phối hợp thực hiện công việc này. Quân đội Israel cùng ngày thông báo hầu hết trong số khoảng 200 con tin bị lực lượng Hamas bắt cóc và đưa về giải Gaza hiện còn sống. Trong số đó có hơn 20 con tin là trẻ em và khoảng 10 đến 20 con tin là người trên 60 tuổi. Ngoài ra, còn có khoảng 100 đến 200 người đang bị coi là mất tích kể từ khi xung đột nổ ra. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã phát đi cảnh báo du lịch và yêu cầu công dân nước này rời Liban càng sớm càng tốt do căng thẳng gia tăng trong khu vực. Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Hà Lan kêu gọi người dân nước này tránh du lịch tới Liban trong thời điểm này. Còn với những ai đang sinh sống tại Liban, họ cần rời đi càng sớm càng tốt khi những chuyến bay thương mại còn hoạt động. Thông báo cũng lưu ý, những công dân Hà Lan lựa chọn ở lại Liban cần duy trì liên lạc với Đại sứ quán Hà Lan ở thủ đô Beirut và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Căng thẳng ở biên giới Israel-Liban đã gia tăng đáng kể sau khi bùng phát căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza kể từ hôm 7 tháng 10. Các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau giữa Israel và Hamas, cũng như giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban sau đó, đã đẩy căng thẳng ở khu vực tăng cao, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ xung đột có thể lan rộng trong khu vực. Trong khi khắp thế giới đang ngàn tràn ngập không khí chuẩn bị cho lễ hội Halloween, thì người dân Mexico cũng háo hức ngóng chờ lễ hội của người chết. Dù cái tên gây liên tưởng đến những điều buồn đau, song lễ hội trên thực tế không mang màu sắc bi lụy mà được tổ chức tưng bừng vui tươi với ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất và tôn vinh cuộc sống. Lễ hội chính thức diễn ra từ 31 tháng 10, nhưng ngay từ bây giờ, các hoạt động trang trí và diễu hành đã được tổ chức trên khắp đường phố ở thủ đô Mexico City. Màu cam rực rỡ của hoa cúc vạn thọ Mexico ngập tràn khắp đường phố, nhà cửa, nghĩa trang và bàn thờ truyền thống nhằm tưởng nhớ những người thân yêu đã khuất. Những người trồng hoa cúc vạn thọ kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng mạnh vì đây là nguồn thu chính của họ trong năm. Ngày của người chết là một trong những lễ hội lớn nhất ở Mexico. Tồn tại từ gần 3.000 năm nay, ngày của người chết đã chính thức trở thành lễ hội truyền thống của quốc gia Trung Mỹ từ đầu thế kỷ 20. Sự kiện kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 31 tháng 10. Người Mexico tin rằng cánh cổng nối liền hai cõi của người sống và người chết sẽ được mở cửa lúc nửa đêm ngày 31 tháng 10 và linh hồn những đứa trẻ có thể về với gia đình trong 24 giờ, còn linh hồn người lớn sẽ quay về vào ngày mùng 2 tháng 11. Thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 10, lãnh đạo nhiều quốc gia tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột Hamas-Israel ngừng các hành động leo thang căng thẳng. Một số nhà lãnh đạo cũng tăng cường các hoạt động ngoại giao tại Trung Đông để thúc đẩy hòa bình.
Trong ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gặp các nhà lãnh đạo của Ai Cập và chính quyền Palestine tại Cairo, nhất trí về sự cần thiết phải đưa hàng viện trợ vào Gaza và tránh thương vong cho dân thường trong cuộc xung đột. Ông kêu gọi các bên cần ngồi lại đàm phán để giải quyết căng thẳng hiện nay. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp ông Sunak, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hối thúc các bên giảm leo thang căng thẳng ở Gaza nhằm tránh một cuộc chiến khu vực. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng đã tới Israel gặp gỡ người đồng cấp Israel Eli Cohen. Hai bên đã thảo luận về vấn đề các con tin bị bắt cóc tại Gaza và nỗ lực ngăn chặn một chiến dịch quân sự mới bùng phát tại miền Bắc Israel. Đây là chuyến thăm thứ ba của một quan chức ngoại giao tới Israel và lần thứ hai bà Baerbock tới đây kể từ khi bùng phát xung đột Israel-Hamas. Trong một bài viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Israel ngừng tấn công dải Gaza và thúc giục cộng đồng quốc tế phối hợp để các bên liên quan có thể đi tới một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong khu vực. Tại Ả Rập Xê Út, hội nghị cấp cao giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở dải Gaza thực hiện lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Trong khi đó, sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên đường bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Ả Rập Xê Út và Qatar. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc có chuyến thăm cấp nhà nước tới hai quốc gia Trung Đông này. Hợp tác kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong chặng dừng chân đầu tiên, Tổng thống Yoon sẽ đến thăm Riyadh từ 21 đến 24 tháng 10 và tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Thái tử, Thủ tướng nước chủ nhà Mohammed bin Salman trước khi tham dự nhiều sự kiện kinh tế quan trọng khác giữa hai nước. Tiếp đó, Tổng thống Yoon sẽ đến thăm Doha trong hai ngày 24 đến 25 tháng 10 và tiến hành hội đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ả Rập Xê Út và Qatar là hai đối tác thương mại chính của Hàn Quốc ở Trung Đông và là những nhân tố chủ chốt trong khu vực. Hiện Ả Rập Xê Út và Qatar đang lần lượt chiếm khoảng 40% và 20% lượng dầu thô và khí đốt nhập khẩu của Hàn Quốc. Bế tắc chính trị tại Hạ viện Mỹ chưa được tháo gỡ. Khi ngày 20 tháng 10, hạ nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn, ông Jim Jordan, đã thất bại trong lần bỏ phiếu thứ ba cho vị trí chủ tịch. Động thái mới khiến cơ quan lập pháp này tiếp tục tê liệt và không thể thực hiện ngay với những chức năng cơ bản nhất như là thông qua ngân sách chính phủ và giải quyết các quan ngại an ninh quốc gia. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Jordan chỉ nhận được 194 phiếu ủng hộ, mất 25 phiếu từ phía các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa của ông, nhiều hơn con số 22 hạ nghị sĩ Cộng hòa phản đối ông ở vòng bỏ phiếu thứ hai hôm 18 tháng 10. Như vậy, đã 17 ngày kể từ khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm, Hạ viện Mỹ không có người lãnh đạo và không thể xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden công bố ngày 20 tháng 10 nhằm tăng cường an ninh biên giới của Mỹ và gửi hàng tỷ đô la Mỹ đến Israel và Ukraine. Hiện chưa rõ liệu Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jordan sẽ từ bỏ nỗ lực giành quyền lãnh đạo Hạ viện hay tiếp tục vận động nhằm giành nhiều phiếu bầu hơn. Đảng Cộng hòa dự kiến sẽ xem xét các lựa chọn tại một cuộc họp riêng sau cuộc bỏ phiếu. Thưa quý vị, hôm qua sân bay quốc tế Aeroparque Jorge Newbery, tọa lạc gần trung tâm thủ đô Buenos Aires của Argentina, đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi có cảnh báo ẩn danh rằng bom có thể phát nổ trên các máy bay khởi hành từ sân bay này. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn thực hiện. Cơ quan hàng không dân dụng Argentina cho biết các biện pháp tăng cường an ninh ngay lập tức đang được triển khai tại sân bay Aeroparque Jorge Newbery. Lực lượng an ninh sân bay đã tiến hành khám xét nhưng không tìm thấy thiết bị nổ nào. Một số chuyến bay đã bị hủy hoặc chuyển sang sân bay quốc tế Ministro Pistarini nằm tại ngoại ô thành phố. Lệnh sơ tán và khám xét tạm thời cũng được ban hành, đặc biệt là ở khu vực trước khi lên máy bay. Theo cơ quan hàng không dân dụng Argentina, cảnh báo đã được gửi qua email tới dịch vụ không lưu tại sân bay Jorge Newbery vào sáng sớm ngày 20 tháng 10, trong bối cảnh hàng triệu cử tri Argentina sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày mai. Truyền thông Mỹ hôm qua đưa tin, trong báo cáo trình Quốc hội của Mỹ công bố tuần này, Lầu Năm Góc có hơn 200 báo cáo mới về việc phát hiện vật thể bay không xác định UFO và các hiện tượng bất thường không xác định trong khoảng 8 tháng đầu năm nay. Báo cáo cho hay Lầu Năm Góc đã tiếp nhận thông tin về 274 trường hợp nhìn thấy UFO kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2022
đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Văn phòng dẫn đầu các nỗ lực của chính phủ trong việc ghi chép và phân tích các báo cáo về UFO và UAP cũng đang xem xét 17 lần nhìn thấy chưa từng được tiết lộ trước đây, xảy ra trong giai đoạn 2019-2022. Theo Lầu Năm Góc, phần lớn các ghi nhận đến từ các quân nhân và phi công của các hãng hàng không thương mại, nhưng không có vật thể nào bay trực tiếp trên đường đi hoặc ở khoảng cách gần nguy hiểm với máy bay. Thưa quý vị, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, lý luận và thực tiễn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu ở tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy rất nhiều tiềm năng nhân rộng, các sáng kiến độc đáo cho các địa phương trên toàn quốc đã và đang triển khai xây dựng làng văn hóa, tạo tiền đề phát triển mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học đã trao đổi thảo luận, tư vấn cho các cấp ủy đảng, chính quyền Vĩnh Phúc về việc đồng bộ trong xây dựng khung thể chế và tổ chức thực hiện tư duy đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết. Bài học về phát huy lực lượng đoàn kết của nhân dân và đặt lợi ích của người dân lên trước hết. Bên cạnh đó, các nhà khoa học chuyên gia đã hiến kế cho tỉnh Vĩnh Phúc khai thác và phát huy giá trị bản sắc văn hóa nông thôn trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Chia sẻ về những kết quả sơ bộ sau khi đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC thanh tra thực tế lần thứ tư từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 18 tháng